có thể bò xuống cổ. Dê là loài động vật phàm ăn và đói ăn cả ngày. Con ếch là loài động vật hô hấp qua da. Mỗi loài động vật đều có những đặc điểm thú vị. Video này chúng ta hãy tìm hiểu về các động vật quen thuộc như con bò, con khỉ, con rùa, hươu cao cổ các bạn nhé. Chăn nuôi bò là một bộ phận quan trọng trong ngành chăn nuôi, quan trọng của việc sản xuất thịt bò và sữa bò. Chủ yếu của bò bao gồm các loại cỏ tươi, rơm, cỏ khô, thức ăn xanh thô và củ. Bò là động vật nhai lại. Mỗi ngày chúng tiêu thụ một lượng thức ăn khoảng 2,5% khối lượng cơ thể. Có khoảng 264 loài khỉ. Một số loài giống khỉ không đuôi như tinh tinh hay vượn. Loài khỉ sở hữu đến 3 cách di chuyển. Khỉ bước đi và chạy, chúng có thể sử dụng cả hai tay và hai chân. Trong khi đó, ở trên cây, chúng chỉ sử dụng hai chi trước để di chuyển từ cành này sang cành khác. Con rùa. Rùa là loài động vật thuộc nhóm bò sát.
đặc điểm nhận diện các loài rùa là chúng có các mai cong và cứng ở trên lưng. Chiếc mai này như một tấm khiêng bảo vệ rùa trước những kẻ gây hại. Những loài rùa sống ở trên cạn, ăn thực vật, nhưng cũng có những loài rùa sống ở môi trường nước như rùa biển. Tê giác. Các thành viên của họ tê giác là một trong những động vật trên cạn lớn nhất. Với tất cả các loài có thể đạt đến hoặc vượt trọng lượng 1 tấn, chúng ăn thực vật, có bộ não 400-600 g, có một hoặc hai sừng và lớp da bảo vệ dài 1,5-5 cm. Đặc trưng phân biệt rõ nét nhất của tê giác là sừng lớn trên mũi. Lạc đà có nguồn gốc từ các vùng sa mạc của châu Á và Bắc Phi. Đây là loài động vật lớn nhất sống được trên sa mạc và các vùng khô cằn có nước uống. Lạc đà được chia hai loại: lạc đà một biếu và lạc đà hai biếu. Lạc đà được biết đến nhiều nhất nhờ các biếu của chúng. Các biếu này không chứa nước như đa số người tin tưởng. Các biếu này chỉ là các nguồn dự trữ các mô mỡ. Cao cổ, động vật cao lớn nhất trên cạn và động vật nhai lại lớn nhất. Nguồn thức ăn chính của chúng là lá cây keo mà chúng gặp ở độ cao mà hầu hết động vật ăn cỏ khác không thể với tới được. Giống đực có thể đạt chiều cao từ 4,8-5,5 m và cân nặng tới 1,3 tấn.